Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 18 đến 25 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung Quốc. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Xuân Niên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Chuyến thăm và làm việc đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, các cuộc gặp gỡ được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh và đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn. Hoạt động nổi bật của đoàn công tác đó là đã tổ chức thành công hai hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào Thanh Hóa tại Bắc Kinh và thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Sự kiện có sự tham gia của Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền thành phố Đài Châu và gần 200 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc đã đầu tư, đang đầu tư và đang có nhu cầu tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam không những gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn của Trung Quốc đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa để đầu tư và rất thành công. Các doanh nghiệp của Trung Quốc đã được nghe giới thiệu rất là đầy đủ và toàn diện về tình hình kinh tế, xã hội, về những cái tiềm năng, về những lợi thế, những chính sách và các định hướng về phát triển du lịch, giao lưu thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Do đó, tôi tin tưởng rằng cái hội nghị ngày hôm nay sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn nữa giữa tỉnh Thanh Hóa với cả các doanh nghiệp và các đối tác Trung Quốc. Trong số 173 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thanh Hóa, có 72 dự án có vốn đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực may mặc, da giày. Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư lần này đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng và hữu ích, tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh tại Thanh Hóa, đồng thời mở ra cơ hội kết nối hợp tác cho doanh nghiệp hai bên. Đối với hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi tích cực thúc đẩy và liên hệ với nhiều hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, cũng như liên kết mật thiết với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Tôi hy vọng hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch lần này, chúng tôi sẽ kết nối được nhiều doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Xúc tiến giao thương là một cái cơ hội để cho doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ những sự mong muốn về đầu tư tại Thanh Hóa, cũng như là thể hiện để cho nước bạn thấy được mảnh đất, con người, phong tục và văn hóa của Thanh Hóa và những sự khát vọng chờ đợi của doanh nghiệp Thanh Hóa, cũng như là Thanh Hóa cũng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để đón tiếp nhà đầu tư và đồng thời là cũng xuất khẩu hàng hóa sang các nước bạn. Thì tôi thấy rằng là Trung Quốc là một trong những nước mà chiếm thị phần rất là lớn trong cái việc mà xúc tiến đầu tư, giao thương. Trong chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải nhằm đề xuất hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong việc kết nối phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác doanh nghiệp Trung Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cam kết sẽ tích cực hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin để ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc đến với tỉnh Thanh Hóa. Bên lề các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ chính quyền, cơ quan tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Trung Quốc để giới thiệu về tiềm năng và đẩy mạnh hợp tác đầu tư. Đại diện lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và cho biết sẽ mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh và kết nối giới thiệu các đối tác, các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư tại Thanh Hóa. Thành công của chuyến công tác đã mở ra những cơ hội mới để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh thành phố Bắc Kinh, Chiết Giang và Thượng Hải. Trung Quốc là một thị trường lớn có tiềm năng về cả đầu tư, cả thương mại, cả du lịch. Và tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai nhiều các nhiệm vụ giải pháp để thu hút đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trong nước cũng như dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và trong đó có các cái dự án đầu tư của các cái nhà đầu tư Trung Quốc. Vì Trung Quốc là một thị trường lớn, tiềm năng về khoa học công nghệ cũng như là
hàng hóa của họ đa dạng phong phú, và tôi hy vọng là sau chuyến đi này cũng sẽ có nhiều các doanh nghiệp và Trung Quốc sẽ đến hợp tác đầu tư cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa. Sau 8 ngày làm việc với nhiều hoạt động, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc tốt đẹp chuyến làm việc tại Trung Quốc. Đây sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và các thành phố địa phương của Trung Quốc ngày càng thực chất và toàn diện hơn, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.